Vâng, xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với Bảo Khang Audio nhé. Tiếp tục các video giới thiệu sản phẩm. Đây, hôm nay em trước mắt các bác đây em về được 5 bộ mic BBS hàng bãi đẹp xuất sắc cho các bác nhé. Mã của nó là S170GS, được chưa ạ? Thì trước khi vào video giới thiệu chi tiết sản phẩm, các bác vui lòng cho em xin nút like và một nút đăng ký kênh để có thể cập nhật những sản phẩm mới nhất của bên em nhé. Đây, thì em sẽ giới thiệu đây, em có 5 bộ duy nhất này. Đây, rất là hiếm trên thị trường nhá. Mã là S170GS này, một dòng mic BBS hàng thương hiệu và công nghệ của Đức này, được chưa? Em về được 5 bộ đẹp xuất sắc cho các bác luôn. Đây, em sẽ soi chi tiết để các bác có thể xem được cái bộ mic này em về này. Hàng đẹp gần như là xuất sắc, đập hộp luôn cho các bác nhá. Đấy, em có 5 bộ đây, các bác có thể thấy. Đây, em sẽ soi chi tiết nhá. Đây, đây là mặt sau sản phẩm này, đường nguồn này, rắc 6 ly này, hai rắc ca lông để cho các bác làm sự kiện này, và anten các bác nhé. Đây, chi tiết mạch ruột gan này, được chưa ạ? Dòng BBS, một dòng mic thương hiệu của Đức, thì các bác có thể biết cái chất âm dòng mic BBS này tiếng ra rất là dày và hát nó rất là bay các bác nhé. Đấy, lô em được 5 bộ này đẹp xuất sắc cho các bác. Đây, con này này, sản xuất năm 2019 các bác nhé, sản xuất năm 2019, được chưa ạ? Hàng cực kỳ cao cấp và rất là hiếm trên thị trường. Một dòng mic BBS tiếng thì cực kỳ là hay rồi. Các bác có thể tìm hiểu trên thị trường dòng mic BBS, và quan trọng nhất cái đời này nó rất là hiếm có. Đấy, và em thể chọn được 5 bộ cực kỳ là đẹp để hôm nay lên giới thiệu cho các bác đây. Đấy, em sẽ test qua chất âm một chút nhá. Dòng mic này để các bác có thể nghe được cái tiếng mic dòng BBS này cho ra tiếng nó rất là dày. Đấy, và hát nó rất là bay tiếng. Đấy, khi bật mic lên nó sẽ có cả cái hiển thị pin ở trên màn hình nhá. Dòng mic này là dòng mic 6 số có tự ngắt các bác nhá. 6 số có tự ngắt của BBS. Alo, 1, 2, 3, 4, alo, 5, 6, 7, alo, 1, 2, 3, 4, alo, 5, 6, 7. Dòng mic BBS này chất âm nó đưa ra thì cam kết với em, cam kết về chất âm dòng này bao hay luôn cho các bác nhá. Được chưa? Em xin phép báo giá cho các bác này, em có 5 bộ duy nhất cho bác nào muốn sở hữu một dòng mic cao cấp của BBS mã S170GS này. Giá em xin phép để cho các bác này chỉ có 2.500.000 đồng. 2.500.000 đồng một bộ mic, bên em bao ship tặng đầy đủ dây jack phụ kiện kết nối cho các bác, được chưa? Và bảo hành 6 tháng cho các bác. Đấy, một dòng mic BBS 6 số tự ngắt các bác nhá. Đây, tay mic đây, toàn bộ đẹp xuất sắc cho các bác luôn. Đấy, sẽ tặng đầy đủ chống năn chống đít cho các bác như này, được chưa? Đây, cồn mic nhá, hàng tất cả bao zin bao đẹp cho các bác. Đấy, các bác có thể tìm hiểu cái dòng cồn mic này, cồn 2 tầng này của BBS này, là một trong những dòng cồn mic hay nhất của BBS, được chưa? Hàng 5 bộ tuyển chọn cực kỳ là đẹp, gửi tới cho các bác. Các bác có thể xem này, tay toàn bộ bao zin bao đẹp luôn cho các bác nhá. Đấy, em sẽ alo lại tiếng mic để các bác có thể nghe thấy được cái chất âm của cái dòng mic BBS này cho ra. Riêng dòng này thì bao chất âm cho các bác luôn. Các bác có thể tìm hiểu trên thị trường, và quan trọng đời là nó cực kỳ là hiếm. Và em tuyển chọn được 5 bộ thì đẹp xuất sắc cho các bác như này thì rất là hiếm có trên thị trường nhá. Alo, 1, 2, 3, 4, alo, 5, 6, 7, alo, 1, 2. Được chưa ạ? Em xin nhắc lại, giá chỉ có 2.500.000 một bộ mic BBS. Bên em bao ship tặng đầy đủ dây jack phụ kiện kết nối cho các bác, và bảo hành 6 tháng cho các bác nhé. Mọi chi tiết mua hàng các bác vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại 0943 982 889, được chưa ạ? Hoặc nhắn tin ghi rõ giúp em chốt mic BBS. Em chỉ có 5 bộ duy nhất cho các bác nào nhanh tay muốn sở hữu dòng mic cao cấp này nhá. Một dòng mic 6 số tự ngắt cao cấp của BBS, mã là S170GS. Rồi, em xin kết thúc video ở đây nhá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo. Bên em sẽ lên những cái sản phẩm cực kỳ chất lượng và giá thành rất hợp lý nữa để gửi tới cho các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.